Dạ vâng. Vậy thì đối với những bà bầu mà bị mắc COVID-19 nhưng mà nhẹ thôi, có những triệu chứng nhẹ và có thể hoàn toàn là có thể tự điều trị tại nhà. Vậy thì khi mà điều trị tại nhà như vậy thì có những cái loại thuốc hay là cái phương pháp điều trị nào mà hiệu quả dành cho bà bầu tại nhà hay không ạ? Hiện nay thì trên mạng thì đang lan truyền rất nhiều các đơn thuốc để có thể gọi là điều trị tại nhà với COVID ấy. Tuy nhiên rằng thì chúng ta cũng nên làm sao có được sự cân nhắc và lựa chọn đơn thuốc sao cho nó phù hợp. Bởi vì như các bạn biết thì thể nhẹ đa phần chỉ là những cái triệu chứng thôi. Thể nhẹ là gì? Là thể ở cái thể nhẹ này thì tất cả những cái triệu chứng đều là triệu chứng không đặc hiệu, đều là những cái triệu chứng giống như của cảm cúm thông thường thôi. Cho nên những tất cả những gì mà chúng ta làm chỉ là điều trị triệu chứng. Khi các bạn những cái triệu chứng đấy, ví dụ như là sốt này, ho này, đau rát họng này, hay là có những cái vấn đề khác như là đau đầu chẳng hạn đó, thì khi sốt, khi các bạn sốt ở nhiệt độ là 38,5 độ trở lên thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng thuốc hạ sốt, ví dụ như là paracetamol, panadol hay efferagan với liều là 500 mg. Và sau khi sử dụng đa phần là sẽ hạ sốt sau khoảng 30 phút, sau 30 phút sử dụng. Và cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc hạ sốt như vậy thì khoảng cách giữa hai liều trong sử dụng tối thiểu phải là 4 tiếng. Chúng ta không nên sử dụng quá là nhiều. Nếu như sử dụng quá là nhiều sẽ còn cái tác động không mong muốn đến cơ thể của mình. Còn về vấn đề mà chúng ta rát họng, ngày ho nhiều, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các cái siro an toàn cho bà bầu, ví dụ như Prospan hay viên ngậm Strepsil. Và chúng ta cũng có thể vệ sinh mũi họng sao cho thật là sạch sẽ bằng cái dung dịch nước muối sinh lý hoặc là cái xịt biển sâu để chúng ta làm thông thoáng cái đường thở của mình để giảm các cái triệu chứng. Và ngoài ra thì tất nhiên vẫn là phải nâng cao sức đề kháng để cùng nhau củng cố cái sức đề kháng của cơ thể mình để đẩy lùi các cái triệu chứng đó thôi.